cho cả nhà đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm khu lưu niệm của bà Nguyễn Thị Định. Mời cả nhà cùng theo chân mình nha. Khi mà mình bước vào, cái đầu tiên là mình thấy cái văn bia của Nguyễn Thị Định. Một con rùa đang cõng một tảng đá. Người anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Đây là ảnh của bà Nguyễn Thị Định. Đây là những tấm ảnh mà hồi xưa của bà, thời kháng chiến. Một người phụ nữ đã chỉ huy thắng lợi cuộc đồng khởi ở Bến Tre thì người đó xứng đáng được làm tướng và ở trong bộ tư lệnh đánh Mỹ, đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đây là những nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bến Tre. Quả là ở miền Nam đang tồn tại một đội quân kỳ lạ, không súng ống, có mặt ở khắp nơi, thành thị cũng như là nông thôn. Một đội quân mà bản tin của hãng thông tấn hàng đầu hầu như không bao giờ nói đến, song lại đóng vai trò to lớn trong cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam Việt Nam chống xâm lược. Ngay cả những người du kích đầu tiên cầm lấy vũ khí, đó chính là đội quân Búi Tóc, tập hợp hàng triệu nữ chiến sĩ. Đây là đội quân tóc dài. Trên sơn khắc của họa sĩ Thái Hà. Không có lực lượng chính trị và đấu tranh chính trị của quần chúng thì đấu tranh quân sự và vũ trang không thể giành thắng lại được. Đây là lời nhận định của đồng chí Lê Dũng. Đây là chị Nguyễn Thị Thành và em giả gây lộn, đập bếp, nồi cơm heo, che lấp miệng hầm để bảo vệ đồng chí Nguyễn Thị Định. Đây là bếp dầu mà Trương Thị Bèo, ấp 2, xã Mỹ Thạnh, huyện Bắc Tri, tỉnh Bến Tre dùng nấu cho cô ba khi về hoạt động tại địa phương. Đây là cái đèn bếp dầu. Còn đây là cái keo thị tinh, quà của cô ba tặng cho ông Lê Văn Nhai, cơ sở cách mạng của cô ba. Đây là khạp da bò, chôn dưới đất làm nơi cất giấu máy đánh điện lúc bà hoạt động tại nhà bà Lê Thị Thập, ấp 2, xã Phước Long, năm 1956. Khạp da bò, đèn măng sông. Cái đèn này hồi xưa nhà mình cũng có một cái nhưng mà bây giờ không biết ở đâu nữa. Đây là cái đèn măng sông nha cả nhà. Đèn măng sông này là của ông Trần Văn Huệ, xã Lương Hưng Lễ, tuyển dùng trôm dùng thắp sáng trong những cuộc meeting.
từ năm 1957 đến 1959, trong đó những lần đồng chí Nguyễn Thị Định dự. Đây, lá thư này là một trong nhiều lá thư cô gửi cho bạn Nguyễn Thị Mẫn, người cháu gái gắn bó với cô trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Bức thư được viết vào ngày 6 tháng 7 năm 1983. Còn cái này là vào ngày 15 tháng 5 năm 1982. Đây là cái bộ bàn ghế bà Nguyễn Thị Định dùng để làm việc và họp hội trong thời gian hoạt động bí mật ở nhà ông Trần Văn Thậm. Còn đây là áo gió của đồng chí Nguyễn Thị Định sử dụng trong thời gian công tác tại khu 2, tỉnh Đồng Tháp. Còn đây là bộ đồ bà Ba và khăn rằn. Đây, chiếc khăn rằn nổi tiếng của bà, khăn để quàng cổ của bà Nguyễn Thị Định, gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của cô Ba. Còn bên đây là võng mùng và những vật dụng của đồng chí Nguyễn Thị Định trong thời gian công tác. Đây là biểu tượng của tiểu đoàn 77, quà của chiến sĩ tiểu đoàn 77 thân tặng cô Ba dịp đến thăm vào cuối năm 1974. Đây là biểu tượng đoàn sao đỏ không quân. Đây là chiếc đèn tự tạo. Cái này chắc là đèn dầu. Đây là chiếc lược nhôm được làm bằng sắt máy bay. Đây là bình hoa Hội Phụ Nữ tỉnh Bắc Thái tặng bà Nguyễn Thị Định. Bức khăn thiêu và khăn tay. Đây là bức khăn thiêu, còn bên đây là khăn tay của bà. Đây là con xe Honda 90 mà của bà Nguyễn Thị Định sử dụng lúc công tác tại Trung ương Cục miền Nam. Còn đây là bộ áo dài, khăn lụa, dép lưới, trang phục của cô Ba trong những lần hội họp và tiếp khách. Đây là đôi dép lưới của cô nè, thì cái bộ áo dài. Đây là túi vải. Đây là khăn đội đầu. Còn bên đây là túi sách, quà tặng của cô Ba. Đây là cái radio thời xưa nè cả nhà.
rồi lại tìm một gốc sứ khủng nữa. Gốc sứ này cũng không có thua cái gốc sứ của mình đã thấy đâu. Bạn thấy cái thân đó là bạn cũng biết rồi ha. Cái này là nó bằng cái đây là những cây mai chiếu thủy của bà Phạm Thị Tỏ kính tặng. Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Cục Chính trị, kính tặng. Đây là cái khu đền thờ chính của bà nha, rất là lớn. Nè, bên cây cột này là ghi chữ là Sứ Dừa Nhân Kiệt, Anh Thư Oai Vũ Sáng Ngời Khí Phách. Ở đây có những cái bình rất là lớn nha cả nhà. Đây là của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai kính tặng. Rồi ở đây có một cái bộ ghế bằng đá rất là đẹp cả nhà ơi. Quá là đẹp luôn. Có vân đẹp không? Cái ghế này là của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân kính tặng. Wow, cái bộ ghế này rất là đẹp. Kế bên là cái trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Định luôn nha cả nhà. Đây. Để mình vào đây mình... xem cái bàn làm việc. Bàn làm việc của bà Nguyễn Thị Định sử dụng trong thời gian công tác tại Trung ương Cục Miền Nam, tỉnh Tây Ninh. Còn đây là cái câu của Hồ Chí Minh. Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ có nước ta có vị tướng quân gái như vậy, thật là vẻ vang cho miền Nam và cho cả dân tộc ta. Nữ tướng Nguyễn Thị Định, người con gái của Sứ Dừa. Đây là bà Nguyễn Thị Định, là người con gái của Bến Tre nha cả nhà. Đây là những cái tấm hình mà trong cái thời kỳ mà chống Mỹ cứu nước. Rồi mình đã đi giáp cái khu lưu niệm của bà Nguyễn Thị Định. Thì bây giờ mình ra xem về nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của mình. Nếu mà cả nhà thấy hay thì hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.